Rồi, vậy thì mình đã đi đến chùa núi nha. À đây mình đang đứng trước cái cổng chùa đây. Chùa núi tọa lạc tại vị trí khá là đặc biệt tại vùng núi rừng của xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Nó nằm bên cạnh của Linh Sơn Thiền Viện mới thành lập. Thì cái ngôi chùa này thì nó có từ lâu đời, từ đầu thế kỷ thứ 18. Đây là cái cổng chùa đây. Trên này là cảnh quan rất là mát nha, rất mát, rất đẹp. Đây là những người đang lên đây để thắp hương cho Phật đây. Cái cổng chính đây, cổng chính. Đây là đồng bằng nữ hoàng của Pháp. Chính vào chùa, vào chính điện, không có tượng Phật. Đó là Việt Nam, Lào, Campuchia, Sàm, nó không to nhưng mà rất là đẹp. Đồng tiền này nó chất liệu nó bằng bạc. Đây cái phía mặt tiền cái con đường bê tông này. Nó có hai con đường bên này là đi xe máy lên. À, con đường phía bên này. Đó là Việt Nam, Lào, Campuchia, Sàm, đi đường tâm cấp lên. Nó có hai con đường. Đồng tiền này chất liệu nó bằng bạc. Bây giờ mình mua cái đồng tiền này nè. Bây giờ là dòng người tấp nập lên chùa núi rất là đông. Và những người người ta đi sớm, người ta lên sớm thì người ta cũng đã xuống rồi. Rồi mình đi lên phía trên nha. Đây là khu vực chính điện. Tổ đình Linh Phong chùa núi. Tổ đình Linh Phong chùa núi đây. Chính điện. Và sư có công dựng nên ngôi chùa này rồi. Ở trong cái này nó chỗ này chính điện. Rồi trong nha.
chưa? Ngon. Cắm ngang đã. Cắm ngang đi. À, chỗ này ngồi nghỉ nắng quá. Hả? Chỗ cơm đây nè. Đi qua chỗ này. Không đi đường đây luôn. Đi đây luôn. Là có rồi chưa? Quá đông cho nên là
phía ngoài anh nha, ở trong cái sân khấu cái hội trường thì không có đủ sức chứa. Thank you.
đồn nữa. Bác cái kia có cùi đâu đó.